Chúng ta sẽ có video chủ thể là con mèo như thế này và video gốc quay bằng flycam như thế này. Và kết quả chúng ta sẽ có một video như thế này. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Lơ Máy Bay nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cắt ghép dựng vĩ xảo xóa không xanh dành cho DaVinci Resolve. Ok, bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào cái giao diện chính của phần mềm DaVinci Resolve. Đây chính là clip của một con mèo được quay trên cái nền bằng phông màu xanh. Và đây là một cái clip phong cảnh 4K quay bằng InSprite 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép con mèo này lên cái nền là cái phong cảnh quay bằng flycam này nhé. Mình sẽ kéo cái nền là cái cảnh núi non này trước nhé. Tiếp theo mình sẽ kéo cái clip của con mèo trên phông xanh xuống dưới timeline. Và cái clip con mèo mình đặt nằm bên trên, mình sẽ tiến hành cắt cái clip flycam ra để hai cái clip có độ dài bằng nhau. Về nguyên lý, sau khi xóa cái phông xanh xung quanh con mèo này thì cái nền đằng sau nó sẽ nổi lên và con mèo nó sẽ nằm lên trên cái nền. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến Color Tab ở phía bên mục nốt màu bên phải. Các bạn sẽ click vào một cái khoảng trống nào đấy, click chuột phải, chọn Add Alpha Output. Ngay lúc này ở phía bên đầu Output thì nó sẽ có một cái vòng tròn màu xanh. Và chúng ta sẽ tiến hành kết nối cái nốt của con mèo trên phông xanh này với cái hình tròn màu xanh biển ở bên phía Output này. Đó, bạn chọn vào bút có hình vòng tròn đây này. Nó chính là công cụ để chúng ta chọn ra cái màu mà chúng ta muốn loại bỏ ở trên khung hình. Và mình sẽ click cái bút này ở cái phần phông màu xanh. Sau đó ở trên cái màn hình Preview nó sẽ có một cái video như thế này. Điều tiếp theo của chúng ta cần làm là sẽ đảo lộn lại cái phần phông xanh với phía phần cảnh vật ở phía bên trong con mèo bằng cách click vào Invert. Ngay lúc này cái phần con mèo được giữ lại và cái phần phông xanh của chúng ta đã được xóa đi hoàn toàn khoảng 95% rồi. Chỉ còn chút ít cái phần ám xanh ở phía bên rìa con mèo. Đây là cái phần có cái sắc độ màu nó khác so với cái phần màu xanh mà chúng ta đã pick lúc nãy. Đây, cái phần viền xung quanh của con mèo đây nó có còn ám một chút xanh. Điều tiếp theo để loại bỏ những cái phần ám này là chúng ta sẽ dùng cái bút có cái hình dấu cộng này, đó chính là gia tăng thêm cái biên độ màu và chọn vào cái phần xanh ám ở trên màn hình. Lúc này cái phần xanh ám xung quanh con mèo đã hết, nhưng cái khoảng trống bên ngoài của cái con mèo này nó đang có một hiện tượng ám xanh nhẹ. Chúng ta tiếp tục kéo chuột đến thanh công cụ ở mục Huê. Chúng ta sẽ kéo giãn cái chiều rộng của cái biên độ màu này lên. Ở đây nó đang là 1.8. Và khi mình kéo lên 4.2 thì cái ám xanh xung quanh chỉ còn một chút ít viền rất là mỏng bám ở xung quanh cái phần lông của con mèo này thôi. Hoàn hảo hơn thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái phần sáng xanh mỏng mỏng này xung quanh con mèo. Chúng ta sẽ click vào cái biểu tượng cái bút và có những cái ngôi sao xung quanh này, nó gọi là highlight. Lúc này khung hình của chúng ta sẽ hiện lên một màu trắng và một màu đen. Màu trắng là màu của chủ thể và màu đen là màu của nền. Cái màu ám xanh còn lại nó nằm ở phần rìa của cái chủ thể màu trắng chúng ta nhìn thấy ở trên khung hình. Và chúng ta cần phải kéo xuống thanh công cụ và gia tăng cái trị số clean black. Lúc này thì những cái phần bên ngoài màu đen nó sẽ ăn sâu vào bên trong. Đây, mình kéo lên 6.3 là nó đã biến mất đi một chút đây. Mình sẽ tăng thêm cái giá trị clean black để cái phần viền màu xanh này nó sẽ biến mất đi hẳn. Mình tăng nó lên 31.3. Và mình cảm thấy chấp nhận với con số này, bởi vì khi chúng ta tăng lên quá nhiều ấy, con mèo nó sẽ bị mất kích thước so với kích thước gốc. Mình kiểm tra một lượt con mèo ở phần viền và cái phần râu của nó. Và đó là khi chúng ta zoom lên mới nhìn rõ ra những cái hiện tượng ám xanh rất là nhẹ còn lại thôi. Khi mà chúng ta để khung hình ở cái kích thước mặc định ấy, cái màu xanh này nó đã gần như được khử 97-98% rồi. Mình sẽ playback lại toàn bộ cái video nhé. Bây giờ video của chúng ta sẽ như thế này. Và sau khi check lại cái video thì mình cảm thấy nó chưa được tự nhiên theo cái ý muốn của mình lắm. Ừ thì dĩ nhiên không có một con mèo tự nhiên nó có thể bay lên độ cao như thế. Nhưng mà ý mình là cái hình ảnh của con mèo ấy nó quá sắc nét so với khung hình, nó làm cho nó nhìn khá là sắc nét và tách biệt quá là rõ rệt so với khung hình. Cho nên chúng ta cần làm mờ cái con mèo này đi để cho những cái viền xung quanh của nó mờ nhạt đi một chút để nó có thể hòa nhập hơn với cái khung hình. Đây, như các bạn thấy khi mình di chuyển cái thanh Blur Radius này, con mèo mờ đi một chút này. Mình đưa cái chỉ số này lên 20.5. Khi điều chỉnh cái Blur Radius này thì nó có một hiện tượng cái màu ám xanh nhẹ nhẹ xung quanh con mèo ấy. Lúc này nó lại bị nhòe ra do cái Blur nó làm cho hình nó mờ đi mà. Thế nên chúng ta phải xử lý cái này bằng cách vào cái phần In-Out Ratio. Chúng ta sẽ giảm cái chỉ số này đi. In-Out Ratio này nó chính là chúng ta sẽ thay đổi cái phần viền của chủ thể. Ở đây mình muốn những cái màu xanh bị nhòe đi của con mèo ở viền con mèo này nó biến mất đi, nên mình sẽ giảm cái chỉ số này đi
để cho phần viền của con mèo nó được thu gọn lại và những cái màu xanh nhòe nhòe ở viền nó sẽ cắt hết đi. Đây mình giảm nó xuống -21.2 đây. Như các bạn thấy là cái phần viền nhòe màu xanh ấy nó đã biến mất đi gần như hoàn toàn. Mình sẽ playback lại một lần nữa để kiểm tra video. Lúc này thì cái chủ thể và cái phần nền của nó đã tự nhiên hơn rất là nhiều. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách ghép con mèo vào trong cái video flycam này các bạn nhé. Thay đổi kích thước của con mèo cũng như có thể thay đổi vị trí con mèo ở một vị trí khác tùy theo ý thích của các bạn nhé. Thế là qua một vài bước cơ bản, anh em có thể tự làm cho mình một cái video kỹ xảo bằng phông nền xanh thôi. Thực tế nó rất là linh hoạt, chúng ta có thể áp dụng cho rất nhiều loại kỹ xảo khác nhau. Và mình là Lương Máy Bay, các bạn đừng quên ấn nút like, subscribe và nút chuông để chúng ta có thể gặp nhau trong lần tiếp theo. Chào các bạn.